đi à, về thăm quê hương đó kiếm đi làm khó kiếm đi à, cũng gấp rút quá coi ngon không một vài ngày. Nói mẹ nghe coi ngon không nha. Cũng hẹn đi về với Ngọc dạ cho mình trước nè anh. Cũng hẹn gì với Ngọc mà chắc vậy dùng giống như là khăn tắm hay là xà bông tắm rồi ơi ăn đàng hoàng đi tất cả các thứ dơ niệm đại khái là đồ dùng cho cá nhân à, rồi ăn đàng hoàng đi, cắn đi, con nhai đi. Rồi mà đi mua sắm cho người thân nữa các bạn ơi. Không có à, dạo. Lâu về quê thì dơ niệm, dơ cái bánh nữa. À. Xíu xíu. Xíu xíu vậy đó. Xả nước kế bài này các bạn. Xíu xíu. Chú Tám sao rồi xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Về chú Tám. Hôm nay chú Tám tiếp tục lái xe cho mọi người lấy bánh tặng nha. Hôm nay là đi quá rồi. Ăn đi. Cắn đi không? Mỗi lần mà hành trình đi qua bên Mỹ này cũng phải là mua đồ về quê hương Việt Nam. Giỏi ta. Em ăn giỏi vậy ta. Từ Mỹ đem về Việt Nam làm quà cho bà con. Em ăn giỏi vậy ta. Quen thân với mình. Giỏi quá. Thật sự ra Việt Nam nó đúng rồi ăn chứ. Cái chất lượng đó các bạn. Nó cũng không bằng cái sản phẩm gốc ở bên này. Giống như em đi đâu cái về liếm cái xong mới đút ngoài. Nhưng mà hàng bên này nó đảm bảo cái nó an toàn hơn Việt Nam mà nó cũng có tìm được cái hàng này chất lượng thì nó khó. Ngoài ngủ rồi. Nhưng mà các bạn biết đó, cũng thông cảm là cái kênh mình là Bình Huỳnh là kênh chia sẻ mỗi ngày đến với gia đình đình và mình vậy các bạn. À, mỗi ngày mình làm cái video để review liếm xong rồi mới đút gia đình như các em đó chú ơi. Ủa liếm ăn luôn. Mỗi ngày làm cái video để gia đình gần gũi. À, cho nên cái chia sẻ về đó có gì sơ sót thì các bạn cũng thông cảm nhé. Cũng đúng tôi ăn rồi. Đúng rồi, ai cũng ăn. Cái shopping này đó thì tối nay đúng rồi ăn mình đi. Cái mình đi Messi. Đi Messi em ạ. À, đi Messi các bạn. Có nhiều bạn kêu cô đi Messi bữa nay mình đi Messi. À, nhưng mà bây giờ mình chỉ có quay cái đoạn đường mình đi một xíu rồi mình tới ngon, ngon. Quay một xíu các bạn. À, những cái video ngày hôm qua đó mình quay đó thì mình sẽ bị phạm bản quyền. Nhiều lúc ở trong mò đó các bạn biết không là nhạc đó.